thì nè thấy thì động mạch hay là thì tĩnh mạch. Tụi này mình thấy con tay ha, thường thường nó hay đi kèm tổn thương ghép thôi, cái tổn thương tụy nếu mà có thường nó rất là nặng ha, nên thường cái tổn thương ấy, nó thường nó dạng đa mà tổn thương vùng thân mà có thể rất nghe cũng không tụy gì, nên thường thường mình phải nghi ngờ, nếu mà những tổn thương như vậy phải nghi ngờ, nhất là tổn thương vùng thân mà ngay đây mình phải nghi ngờ tổn thương ống tụy đi kèm hay không, sẽ xử lý sớm, tại cái này tương tỷ lệ tử vong rất là cao luôn á. Nên những ca đọc trường hợp đọc tổn thương tụy hay không nó chắc chắc thường thường ta khả năng ta phẫu thuật cao, người ta sẽ giải quyết cái này cái biến chứng á, cái biến chứng do cái rứt ống tụy nó rất là nặng nề và có thể gây tử vong, vô sốc nhiễm trùng nghiêm trọng nó gây tử vong rất là cao. Này hình em trai ha, mình người ta không có chụp em trai ấy đâu, cái này là cái bài cô dịch, các ơn xin lỗi cái tín hiệu cô dịch. Và ta thấy cái ống tụy này nó liên quan đến cái ổ dịch này, ta nghi ngờ này có tổn thương ống tụy do cái dịch khó này liên quan đến cái ống tụy này, pha cha này là vậy, tại vì em trai á là người ta chụp nhận MRCP á là chụp mà em trai là cái kỹ thuật chụp mà liên quan đến cái đường mật á, nên chứ không phải chụp kỹ thuật thường mà phải có cái bệnh nhân là nó phát lắm, chụp bụng nó phát lắm, nếu mà em trai nó cái hình nó phát lắm, nếu mà nó không có chiếc cơ đường mỡ ở Việt Nam đâu có chiếc cơ đâu, chụp bụng nó không có cái hình nó không có bệnh nhân là thở nhanh á thì chụp nó phát liền, nên ở Việt Nam mình chưa em trai cũng chưa tốt lắm đâu, nếu em trai bụng nên đa phần là mình chụp nước giác thương mình đặt ở mình chụp CT thôi. Này là nội soi mặt tiền chồng thấy rất nghe ống tụy ra đây, chấn thương ruột và mặt treo ha, thì thường thường là tổn thương đi kèm thôi nha, thường tổn thương đi kèm và khi mà có chấn thương ruột mặt treo đi kèm thường cái tổn thương rất là nặng ha, và giống như nãy giờ mình cũng nói thường thường mình phải đánh giá có thể đi kèm là mình phải phát hiện hơi tự do ở bụng, thì cái này có thể mình sẽ phát triển được cái hiện tượng trên giác quan rồi, nhưng trường hợp khí nhiều kìa, có nhiều có trường hợp nào mà cái bụng tạng rỗng không có bị liệt hơi dưới ngoài không, có không, có mà tỷ lệ cao không hay nó cũng cao ha, nên nhiều khi cái CT nó thuận lợi nó phát hiện hơi tự do khí kiệt trong cái mặt keo á, mình thấy rõ hơn. Và khối máu tụ ha, về hành ruột biến chứng là nhồi máu mạch nối thì hiếm gặp, cái này hình này thì rõ hơn rồi ha, mình thấy cái hành ruột nó dày rồi, mình thấy cái lớp đoạn ngay đây thì những trường hợp này rõ rồi, cái nhiều trường hợp rất là khó mình không thấy được nổi đâu ha, thì hình chăm sóc nên người ta lấy những cái trường hợp và điển hình thôi, còn đi đâm sang thì khi nó phức tạp lắm, nó tổn thương tiêu hóa rất là khó thấy, cái đây dễ như trên hình này không, thì mình học chăm sóc là những cái mình người ta đã lựa chọn nó đã chuẩn rồi ha, cho lâm sàng thì khi mình học mới, còn nếu mà bạn nào muốn muốn coi thêm trên hình đó, thì bữa nào lựa mấy cái ID trên trên bên bệnh viện rồi qua đây đọc tiếp, đọc và học chung luôn, em nội chú là xin ghi lại. Rồi coi bài mình cũng bây giờ mình chỉ ôn tập sơ qua thôi. Tại sau này mình sẽ học các bài.